Ngày hôm nay thì nhà Thúy sẽ rời Đắk Lắk để đi và nhà em Bon em muốn đưa em Hân đến trường ngày cuối, xong đó sẽ về nhà và xếp hành lý và đưa hành lý ra chờ xe về đến. Nhà Thúy sẽ đi Đà Lạt của chú anh chị ạ. Sau đó sẽ tiếp tục hành trình để đi qua Phần Lan và hẹn gặp lại Đắk Lắk vào một ngày không xa. À, đây có gì đây? Con chim. Con chim trong túi Vivi hả? Kẹo quá, mẹ chưa thử mà. À? Chưa thử luôn á. Đưa lên miệng cái là hai đứa nhìn chằm chằm vì sợ thì uống hết mất. Tội nghiệp ghê luôn. Cái này ngon. Cái này màu xanh cay. Màu xanh cay hả? Bon đừng uống, đưa mẹ uống. Bon phải. Bon không đạt. Ăn thơm kẹo Bon đi nè. Em Môn đi theo cậu Thường, em Môn ở Việt Nam với cậu Thường nhá. Môn ở lại Việt Nam với cậu Thường nhá. Bye bye Môn, ở Việt Nam vui nhá, mẹ đi nhá. Bon ơi. Mình để em Moon ở Việt Nam mình qua Phần Lan nhá. Để không cho em Moon đi cùng nhá. Ok, để bye bye em đi. Bye bye Moon. Moon ở lại cổ thường nha. Bye bye Moon nha. Ở đó luôn đi. Bye luôn. Bye bye bên ngoài hả? Bye bye nhá. Để em Moon ở lại hả? Chờ em về. Rồi chờ em Moon về. Bye bye Moon. Hi pa. Ở lại Việt Nam vui nha. Ok. Ok nhá. Con lên xe không con? Ok nhá. Ok. Ok. Rồi muốn về đi, về cầu thường đi. Bye bye. Bye bye. Hả? Đi không? Mẹ không có đi, mẹ đi qua Phần Lan mà. Mẹ đi Đà Lạt. À ngồi đây hả? À không, mẹ không đi, con đi với cầu thường đi. Bye. Thế mà để em Moon ở lại đây à? Bon không nhớ em Moon à? Không nhớ à? À được rồi. Lúc này là nhà Thúy đang chờ xe khách đi ngang qua để đón lắm. Nhà Thúy đi Đà Lạt cô chú anh chị ạ. Và từ giờ thì nhà Thúy sẽ chia tay Đắk Lắk để đi qua Phần Lan. Thích em Moon ở với bà ngoại. Mày nói bao nhiêu lần rồi, mình là gia đình, đi đâu cũng phải đi với nhau nghe chưa? Nghe chưa? Nghe. Đừng, nếu mà đi đâu rồi phải nắm tay em Moon, không được em Moon lạc nghe chưa? Dạ yeah. Lạc là không bao giờ gặp lại em nữa đâu nghe chưa? Dạ yeah. Nên đi đâu rồi mình phải đi cùng với nhau nghe chưa? Không được gặp em Moon nữa, rất là tội nghiệp, em Moon rất là thương. Không được như thế nhá. Thế giống đó, cậu Thương tiễn mình lên ạ. Từ xe chưa tới. Vậy là hành trình về Đắk Lắk lần này của nhà Thúy đã kết thúc. Bây giờ chuẩn bị sẽ lên đường tiếp tục hành trình tiếp theo. Em Bon thì có những trải nghiệm rất là tuyệt vời ở quê hương của mẹ và cả em Moon và ngay cả Yuri, cả Thúy nữa. Lần này nhà Thúy về Việt Nam thì chủ yếu là chơi ở quê nhà, thì cảm thấy rất là mãn nguyện vì điều này và đã làm điều này. Tại vì trước đây cũng không nghĩ là sẽ có nhiều thời gian để dành cho gia đình cũng như là cho tuổi thơ của các con ở quê hương của mình như thế này. Và điều này đã làm Thúy rất là hạnh phúc, rất là vui. Mỗi người thì có một cảm nhận khác nhau về sự hài lòng cũng như là cái thời gian mình dành cho việc nghỉ ngơi hoặc đi du lịch. Và nhà Thúy thì rất là may mắn là Thúy và Yuri thì đều giống nhau. Miễn sao mà hai đứa cảm thấy mang lại giá trị cho con của mình và thư giãn cho hai vợ chồng là được. Đợt này về ở nhà ngoại thì Thúy cảm thấy em Bon và em Moon kiểu lớn lên rất là nhanh và kiểu trưởng thành hơn, tay chân được năng động, chạy nhảy cũng như là học hỏi những cái điều mới lạ ở quê hương ấy. À, em Moon lấy dép cho Khánh rồi, Khánh mang vào đi. Em Moon lấy dép cho Khánh rồi kìa. Muốn nói đi, Khánh ơi, đi ghép vào. Đúng rồi, anh Khánh đi ghép vào đi, em muốn nói kìa. Ôi chủ, anh Khánh đôi sỏ chân ra, anh Khánh đi ghép vào đi. Ở Phần Lan cũng có quê, cũng có kiểu nông thôn, nhưng mà nó khác ở Việt Nam. Vẫn kiểu rất là lạnh và muỗi mùa hè thì nó rất là nhiều và rất là to. Ở Việt Nam thì vẫn muỗi ít hơn và nó không có nhiều và có to như ở Phần Lan. Và thời tiết thì ấm áp hơn thì các con vẫn thoải mái hơn rất là nhiều. Còn ở Phần Lan dù có mùa hè thì nó vẫn lạnh và vẫn phải mặc áo khoác và mặc quần dài. Chỉ có một số ngày mới là có thể tự do thoải mái như ở Việt Nam thôi.
nhưng mà ở đó thì lại không có anh em họ như là ở Việt Nam để cho các Khoa cùng chơi. Cẩn thận té nhá, đợi nhẹ thôi nhá. Mát quá trời mát. Nhưng mà cuộc vui nào thì cũng có đến lúc phải kết thúc. Thay vào đó thì các con sẽ có những kỷ niệm đẹp và những cái ký ức không thể quên được. Và đó cũng là một điều mà khiến con luôn nhớ về Việt Nam, luôn nhớ về quê hương nguồn gốc của mình. Các con có hai quê hương thì cũng là một may mắn, nhưng mà cũng là một thiệt thòi của các con ấy. Nếu mà ở quê ngoại thì nội sẽ nhớ, và nếu mà về quê nội thì ngoại sẽ nhớ. Và khoảng cách địa lý thì rất là xa và cũng không dễ dàng gì mà đi thăm nhau được. Nhưng mà nếu mà có hai quê hương, các con có thể có nhiều văn hóa để học hỏi, có nhiều kỷ niệm tuổi thơ khác nhau cho các bé nữa. Đúng không? Ví dụ ra nhu cầu cái này này. Yeah. 1, 2, 3. Giỏi quá em ơi. Ui. Nhưng mà không sao, mấy năm sau nhà mình lại để về tiếp. Còn bây giờ mời cô chú anh chị cùng nhà Thúy đi qua Đà Lạt nha. Và đây là căn phòng nhà Thúy thuê ở Đà Lạt. Thì trên đường đi xe Thúy bị say xe quá. Thúy và em Bon đều bị say xe nên Thúy không có quay video ấy. Thì nhà Thúy đi Đà Lạt đợt này thì là sau lễ, và thì sẽ ít người hơn, thì có phòng ốc và tất cả mọi thứ không có quá đông đúc á. Yuri thì cũng không thích những nơi đông người, phố xá nhộn nhịp. Nhà Thúy sẽ ở Đà Lạt vài ngày thôi cô chú anh chị ạ. Kiểu như là để đi thăm lại cái nơi hồi xưa Thúy và Yuri từng đi, mặc dù lúc đó chưa có em bé. Thì đợt này không biết là có khác nhiều không. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Cả nhà hãy đăng ký kênh, chia sẻ video, ủng hộ nhà Thúy, Yuri, em Bon, em Bun ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.